Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay, thứ bảy ngày 8 tháng 6 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Với việc Trung Quốc tạm ngừng mua vàng và báo cáo thị trường việc làm của Mỹ tốt hơn dự kiến đã khiến giá vàng giảm mạnh nhất trong gần 3 năm. Cụ thể, theo Bloomberg, giá vàng lao dốc thê thảm trong phiên giao dịch ngày 7 tháng 6 và chứng kiến phiên giảm sâu nhất kể từ tháng 8 năm 2021 do nhà đầu tư bán tháo kim loại quý này. Nguyên nhân trực tiếp khiến giá vàng thế giới giảm sốc là báo cáo thị trường việc làm Mỹ trong tháng 5 tốt hơn rất nhiều so với kỳ vọng của các chuyên gia. Điều này làm giảm mạnh khả năng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sớm hạ lãi suất trong năm nay. Đó là báo cáo lượng việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 5. Báo cáo này cũng được kênh cập nhật ở bản tin trước đó. Ngay khi mà thông tin liên quan đến thị trường việc làm Mỹ được công bố, giá vàng đã lập tức rớt sâu xuống dưới 2.300 đô la Mỹ trên một ounce, một mức giảm mạnh nhất trong vòng 3 năm qua. Theo trưởng bộ phận kinh doanh hàng hóa Oleason tại ngân hàng Saxobank đánh giá, báo cáo thị trường việc làm của Mỹ vượt kỳ vọng đã đập tan hy vọng vào các đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Ngoài ra thì một thông tin khác tác động tiêu cực đến giá vàng cũng chính là việc ngân hàng trung ương Trung Quốc hay gọi là PBOC ngừng mua vàng trong tháng trước, chấm dứt làn sóng mua ồ ạt kéo dài 18 tháng và giúp thúc đẩy sự phục hồi của kim loại quý. Những thông tin về việc Trung Quốc ngừng mua vàng, kênh cũng đã cập nhật ở bản tin trước đó, cho nên bản tin này sẽ không nhắc lại nữa. Như vậy là sau khi tăng lên mức cao kỷ lục trên 2.450 đô la Mỹ trên một ounce, vàng thỏi đã được giao dịch trong một phạm vi khá hẹp trong bối cảnh không chắc chắn về quỹ đạo lãi suất của Fed. Ở thời điểm khép lại phiên giao dịch cuối tuần này, giá vàng trên thị trường thế giới đã mất 6,44% so với ngưỡng cao kỷ lục. Tuy nhiên, về mặt nhận định xu hướng của giá vàng trong dài hạn, trên Kiko, theo các nhà phân tích tại Metal Focus cho rằng, việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed sẽ đẩy giá vàng lên cao hơn nữa trong nửa cuối năm, thậm chí có thể phá kỷ lục. Theo giám đốc mảng kinh doanh vàng và bạc tại Metal Focus dự báo, giá vàng sẽ đạt mức cao mới mọi thời đại trong những tháng còn lại của năm nay. Theo vị chuyên gia này, trên thực tế mức đỉnh 2.450 đô la Mỹ trên một ounce gần đây thấp hơn so với mức đỉnh của năm 1980. Nếu quy đổi theo giá ngày nay, giá vàng năm 1980 có thể ở mức 3.000 đô la Mỹ trên một ounce. Còn theo chuyên gia trưởng về thị trường ngoại hối Christopher Vicho tại Tatila.com dự báo, giá vàng sẽ tăng lên mức 2.575 đô la Mỹ trên một ounce vào cuối năm nay dù đang ghi nhận mức giảm kỷ lục trong tuần này. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Chiều ngày hôm nay mùng 8 tháng 6, theo bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Agribank, cho biết trong những ngày qua, Agribank cùng với các ngân hàng thương mại nhà nước đã thực hiện chủ trương của ngân hàng nhà nước và chính phủ để ổn định thị trường, kiểm soát mức chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng trên thị trường thế giới ở mức phù hợp. Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, Agribank sẽ mở thêm 5 điểm bán vàng miếng SJC tại các chi nhánh, phòng giao dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nâng tổng số điểm bán vàng miếng lên 9 điểm. Hiện tại, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào ở mức 74,98 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 76,98 triệu đồng trên một lượng, ổn định so với ngày hôm qua, đã giảm khoảng 6,02 triệu đồng trên một lượng so với đầu tuần. Hiện tại, nếu quy đổi theo tỷ giá niêm yết ở Vietcombank chưa bao gồm thuế và phí, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước tại chiều bán ra với giá vàng thế giới ở mức khoảng 6,58 triệu đồng trên một lượng. Và cũng theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, thông tin này thì kênh cũng đã gửi tới quý vị và các bạn ở những bản tin trước đó. Đó là hiện nay đang lan truyền thông tin thất thiệt về việc Ngân hàng Nhà nước thiếu vàng để bán. Tại nhiều điểm bán vàng có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá và hưởng chênh lệch, gây bất ổn cho thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước cũng đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ thao túng thị trường này. Cùng với việc duy trì cung ứng vàng miếng SJC để đáp ứng nhu cầu chính đáng và hợp pháp của người dân, ngân hàng cam kết sẽ chủ động triển khai các giải pháp để đấu tranh mạnh mẽ với hiện tượng đầu cơ gom hàng. Và ngân hàng cũng đã khẳng định có đủ nguồn lực và quyết tâm để bình ổn thị trường, kiểm soát mức chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới ở mức phù hợp và khuyên người dân cần đề cao cảnh giác, tránh bị tác động lợi dụng bởi các đối tượng có dụng ý xấu. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay, nhìn chung thì mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn bố số 9 tạm thời không có nhiều thay đổi về giá. So với phiên trưa và phiên chiều nay, chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ cân hàng thương mại mua vào mức 25.183 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.453 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.650 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.730 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 60 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào, tăng 50 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra.
Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán ra hiện tại vẫn đang ở mức 2 triệu đồng trên một lượng. Đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng có mức giá tương tự như SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 7.498.000, bán ra cũng ở mức 7.698.000. Phú Quý SJC mua vào 7.550.000, bán ra 7.698.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.550.000, bán ra 7.698.000. Mi Hồng SJC mua vào 7.600.000, bán ra 7.698.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.498.000, bán ra 7.970.000. Ngân hàng Tây Bank Gold mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Tiếp theo là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này tạm thời không có thay đổi và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Huế mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.498.000, bán ra 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Cuối cùng là giá nhận được số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này duy trì đà giảm mạnh và đang được niêm yết như sau. Nhận được số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.260.000, bán ra 7.420.000. Nhận được số 9 loại nửa chỉ mua vào 7.260.000, bán ra 7.430.000. Cùng giảm 900.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 90.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 4 số 9 mua vào 7.250.000, bán ra 7.350.000, giảm 80.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 24K mua vào 7.077.2 nghìn, bán ra 7.277.2 nghìn, giảm 79.200 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 5.278.1 nghìn, bán ra 5.528.1 nghìn, giảm 60.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 4.050.5 nghìn, bán ra 4.300.5 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.830.3 nghìn, bán ra 3.080.3 nghìn. Tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.338.000, bán ra 7.468.000. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.